Thưa các bạn, tháng 7 âm lịch vừa đến với chúng ta và dân gian vẫn thường quan niệm đây là tháng cô hồn. Diêm Vương sẽ mở cửa âm phủ và xá tội vong nhân. Theo thống kê, khoảng 10 năm trở lại đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giảm điểm trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, chúng ta trong cái phần của video này chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết và xem lại liệu có phải tháng 7 âm lịch là những cái tháng mà thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm hay không. Với việc tháng cô hồn này so với những tình hình dịch bệnh Covid vừa rồi chúng ta vừa phải đối mặt thì những tháng nào, những phần nào nó nguy hiểm và nó tác động đến thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Ở phần dưới, mỗi video của chúng ta đều có một cái link để các bạn có thể tham gia vào một cái room Zalo. Và chúng ta thấy là trong cái room Zalo của chúng ta trong ngày hôm nay, mọi người bàn tán khá là sôi nổi về các cổ phiếu như là D2D, rồi VHR đây các bạn. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu là của Thiên Long, TLG. Ở đây rồi một mã cổ phiếu hôm nay cũng chúng ta thấy là nó cũng tăng trần, đó là DGVK. DGVK phiên hôm nay cũng đã tăng trần. Và các bạn có thể là bấm vào room Zalo để chúng ta cùng nhau trao đổi các cái ý kiến cá nhân của mình. Và các bạn thấy là tại đây là có các anh chị rất là vui vẻ, rất là vui tính tham gia vào, rồi chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Và các bạn những cái thành viên, các cái thành viên tham gia trong này đều là các cao nhân các bạn. Ở trong này họ sẽ toàn là những cao nhân bất lộ tướng hết. Nên là chúng ta cứ bấm vào link để chúng ta tham gia và chúng ta trao đổi rất là vui vẻ và tự nhiên với nhau thôi, không có gì các bạn. Chúng ta đi đến cái nội dung chính ngày hôm nay, đó là cái nội dung về hôm nay ngày 19 tháng 8 âm lịch. Thì tháng 7 âm lịch thì là ngày 1 tháng 7 chúng ta sẽ bước vào tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Và chúng ta về cơ bản theo quan niệm của dân gian thì tháng cô hồn hay là tháng 7 âm lịch hàng năm thì sẽ được gọi là tháng của ma quỷ. Và điều đáng chú ý là theo quan niệm này, từ ngày rằm tháng 7, ngày 17 tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Đây cũng là một trong những cái ngày chúng ta biết về theo quan niệm, đó chính là ngày mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ có thể tự do trở về dương gian. Tại truyền thống ở Trung Quốc thì tháng cô hồn nó bắt nguồn từ cái thông tin nêu trên, đó là cái thông tin là ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày âm khí xung thiên. Theo đó, người trần cần phải cúng cháo, cúng gạo, cúng muối để quỷ đói không có đến quấy nhiễu. Và do vậy, chúng ta một số nước ở Á Đông và đặc biệt trong đó có Việt Nam của chúng ta thì tháng 7 âm lịch cũng được gọi là tháng 7 cô hồn. Và theo quan niệm dân gian thì đây là cái khoảng thời gian mà các hoạt động từ kinh doanh, từ buôn bán nhìn chung là không xảy ra thuận lợi. Do đó, giới kinh doanh thường có cái xu hướng là hạn chế các hoạt động giao dịch, đầu tư trong thời gian này. Và rõ ràng đối với nhà đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư có xu hướng đi ngược lại những cái lo ngại về mối tháng cô hồn hay không. Thì thông thường chúng ta thấy là nếu như tùy theo các phong cách đầu tư của các nhà đầu cơ, khi mà thị trường càng giảm điểm thì sẽ có các nhà đầu tư theo cái phương pháp đầu tư giá trị, đầu tư về lâu dài. Sau khi họ đã phân tích và nắm bắt ra các cái cổ phiếu có cái báo cáo tài chính tốt, những cổ phiếu của những công ty hoạt động tốt, vì những cái mức giá sụt giảm quá là nhiều rồi, những cái tháng sụt giảm khá là nhiều, họ sẽ tham gia vào để khi mà thị trường nó tích cực hơn thì những cổ phiếu này sẽ mang lại lợi nhuận cho họ. Và có những cái lo ngại, tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta nhìn lại về những cái giai đoạn dài hơn, khoảng 10 năm đi chẳng hạn, thì những cái lo ngại về việc giảm điểm trong tháng 7 âm lịch, tháng 7 cô hồn lại là có cơ sở. Và đã có một cái nguồn trong trang Vietnambit đã tổng hợp lại diễn biến của tình hình tháng 7 âm lịch hàng năm và họ đã tổng kết được 10 năm. Như vậy thì rõ ràng là những thành phần trong cái tháng 7 này thì thị trường chứng khoán, đặc biệt là chỉ số VN Index của chúng ta có giảm điểm cụ thể như sau. Mình tổng hợp lại để các bạn có thể chú ý như sau. Ví dụ như là năm 2019, thời gian mà tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8 âm lịch. Và chúng ta hãy cùng nhau xem lại lịch sử trên cái biểu đồ chỉ số VN Index để chúng ta có thể đánh giá và chúng ta tổng hợp lại xem các tháng 7 cô hồn hàng năm thì thị trường chứng khoán giảm điểm hay là tăng điểm. Chúng ta thấy là trong năm 2019, chúng ta nhắc lại ở đây là biểu đồ trong năm 2019, thì cái tháng 7 cô hồn
vào khoảng bắt đầu từ khoảng ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8. Và trong giai đoạn này, thị trường cũng như là chỉ số VN Index cũng cho chúng ta bị suy giảm khoảng 1,88%, đó là trong năm 2019 nha các bạn. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến dữ liệu trong năm 2018 tại đây. Trong năm 2018, tháng 7 cô hồn bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 dương. Chúng ta tìm vào cái khoảng là ngày 13 tháng 8 đến đây, ngày 3 tháng 8 đến khoảng ngày là 7 tháng 9 dương. Thì trong cái giai đoạn năm 2018 này, chỉ số VN Index của chúng ta nó tăng trưởng nha các bạn, tăng trưởng 0,25%. Tiếp theo đó là năm 2017. Năm 2017 chúng ta không xem xét nhưng mà chúng ta cũng có thể thì đoán được là trong cái tháng 7 này tất nhiên là giá trị sẽ tăng rồi, tại vì cái năm 2017 gọi là cái năm chúng ta có là gọi là chúng ta mua cái mã cổ phiếu nào hầu như là nó cũng tăng giá cả. Cái năm giai đoạn từ năm 2017 đến 2018 đây các bạn là cái năm mà thị trường chứng khoán của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh. Chứng khoán rồi đến bất động sản, đất đai gì tăng trưởng cũng rất là mạnh. Và cụ thể trong cái thống kê này, tháng cô hồn trong năm 2017 bắt đầu từ khoảng ngày 22 tháng 8 các bạn, khoảng từ ngày 22 tháng 8 cho đến ngày 20 tháng 9. Như vậy thì trong giai đoạn này thị trường đã tăng điểm là khoảng 4,9%. Tiếp theo đó trong năm 2016 tại đây, thì trong năm 2016 giai đoạn tháng cơ hồn cũng bắt đầu từ khoảng ngày 3 tháng 8, khoảng là từ ngày 3 tháng 8 đây các bạn cho đến ngày 1 tháng 9. Trong giai đoạn này chỉ số VN Index của chúng ta cũng tăng trưởng, vẫn là tăng trưởng khoảng là 5,2%. Và tiếp theo đó năm 2015. Năm 2015 các bạn. Rồi trong giai đoạn này năm 2015 thì tháng cô hồn bắt đầu từ khoảng ngày 14 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Đây. Đây tháng các bạn, khoảng trong khoảng này, tức là cái khoảng từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Và như vậy trong cái giai đoạn này chỉ số VN Index của chúng ta bị suy giảm là khoảng 3,78% suy giảm nha các bạn. Tháng 5 là bị suy giảm. Tiếp theo đó là năm 2014. 2014 thì cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn này lại trúng trong cái giai đoạn tăng của chỉ số VN Index. Và cái tháng cô hồn bắt đầu từ khoảng ngày 28 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 các bạn. Giai đoạn này thị trường chỉ số VN Index của chúng ta tăng điểm lên 6,18%. Tiếp theo đó là những cái năm còn lại, chúng ta xem cái biểu đồ lịch sử thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ năm 2013 này, năm 2013 là bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, ở giai đoạn này là suy giảm 4,5%. Tiếp theo đó là năm 2012. Năm 2012 giai đoạn này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 và giai đoạn này cũng bị suy giảm rất là mạnh các bạn. Suy giảm đến 7,98%. Và tiếp theo là năm 2011, năm 2012 cũng bị suy giảm khoảng là từ 0,2 đến 0,3%. Như vậy chúng ta có thể tổng kết lại được trong 10 năm gần nhất từ năm 2010 đến năm 2020. 2019 thôi, dữ liệu năm 2020 thì hôm nay chúng ta mới bắt đầu. Và do vậy trong vòng 10 năm mà chúng ta thống kê thì đã có khoảng là 6 năm là chỉ số VN Index của chúng ta bị suy giảm rồi, chỉ có 4 năm còn lại là thị trường tăng giá. Do vậy về cái tỷ lệ cũng như là cái xác suất chúng ta thấy là 6/4, xác suất này nó vẫn nhiều hơn, tức là cái tỷ lệ giảm nó vẫn nhiều hơn. Tuy nhiên này thì cái tỷ lệ giảm này 6/4 này nó cũng không có đánh giá được nhiều, tức là chúng ta cũng không có nhận định cũng như là dự đoán được là trong năm 2020 này thì trong tháng 7 cô hồn chỉ số VN Index của thị trường chứng khoán của chúng ta tăng lên hay là giảm điểm. Chúng ta tại vì cái số liệu thống kê nó khá là ít, do vậy chúng ta không thể dự đoán một cách chính xác nó cao được. Do vậy chúng ta cũng tổng hợp lại cái lịch sử để chúng ta có một vài cái nhìn nhận về lịch sử đã xảy ra. Do đó thì chúng ta cũng có thể nói lại là dữ liệu thống kê trong quá khứ chỉ là những cái hình ảnh mà chúng ta gọi là mang cái tính chất tham khảo và nó đưa ra một cái góc nhìn nào đó có phần là chúng ta có thể gọi là thú vị hơn đối với các nhà đầu tư trên thị trường đầu tư chứng khoán. Cái yếu tố cốt lõi của thị trường vẫn là cái xu hướng hiện tại của thị trường. Xu hướng hiện tại của thị trường rõ ràng là nó bị ảnh hưởng tác động từ tâm lý của nhà đầu tư, và cái cốt lõi trong đó chúng ta phải để ý đó chính là dòng tiền. Dòng tiền có đổ vào thị trường hay không? Dòng tiền đổ vào thì thị trường cũng như là chỉ số VN Index của chúng ta mới có thể thăng điểm được.
Do vậy thì chúng ta phải bỏ qua các thống kê về lịch sử. Vậy thì trường của chúng ta đang phải đối mặt với những cái thách thức như là tình hình đại dịch COVID-19. Rõ ràng tình hình đại dịch COVID-19 đã diễn ra khá là phức tạp, và với cái tin tức từ đại dịch đã ảnh hưởng và tác động đến thị trường chứng khoán của chúng ta rất là mạnh các bạn. Chúng ta thấy đây là những cái khoảng thời gian giảm điểm rất là mạnh của thị trường, từ 30 đến 40%, và liên tục như vậy, một hai đợt thị trường giảm điểm như thế này đều là chịu cái tác động đến từ tâm lý nhà đầu tư, đó là cái tâm lý lo sợ về tình hình đại dịch trên toàn thế giới. Và những cái thách thức gần đây nhất đó là cái vấn đề về khối ngoại hiện tại cũng đang bắt đầu trong cái giai đoạn là rút ròng ra. Ví dụ như trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là giá trị giao dịch của khối ngoại đã bán ròng là khoảng 311 tỷ, mua vào 292 tỷ. Và nhìn vào phiên hôm nay của thị trường lại là một phiên tăng điểm. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại những cái diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Thị trường ngày hôm nay đóng cửa tăng 4,78 điểm, tương ứng với mức tăng điểm là 0,56%. Và hiện tại chỉ số VN Index của chúng ta đóng cửa ở mức 851,21 điểm. Với cái mức tăng điểm 4,78 điểm trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số đã đóng cửa trên cái vùng 850, và chúng ta thấy là nó cũng đang đi theo cái hướng mà kịch bản 1 chúng ta đang phân tích. Và kịch bản 1 của chúng ta chính là cái đường giảm giá về trung hạn và dài hạn màu đỏ gạch đất ở đây. Chúng ta đang mong đợi điều gì các bạn? Rõ ràng chúng ta đang mong đợi dòng tiền đổ vào để có những cái mẫu hình nến Marubozu tăng mạnh, xác nhận vượt thoát ra được khỏi cái kênh giảm giá về trung hạn này, để chúng ta có thể kết thúc một cuộc tình hoàn toàn tươi đẹp. Và chúng ta nhắc lại, chúng ta đang đi theo hướng kịch bản 1 này, tức là thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp dao động quanh cái vùng 840-845 này. Tuy nhiên về kịch bản chúng ta vẫn đang nhận định theo một cái xu hướng tích cực hơn, đó là thị trường vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá về trung hạn trong cái mô hình giá bullish flat này mà chúng ta đã phân tích từ rất là nhiều video trước. Xét về góc nhìn mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì đó, rõ ràng chỉ số VN Index của chúng ta đang tiến vào cái vùng cản, và cái chỉ số này đã hai lần rồi các bạn không vượt. Đây các bạn, chúng ta thấy là đã hai lần rồi mà không vượt ra được cái vùng cản. Lần thứ nhất là vào khoảng ngày 16 tháng 7, chỉ số cũng chạm vào kênh giảm giá về trung hạn này rồi tiếp tục điều chỉnh suy giảm xuống. Và đây là lần thứ hai chúng ta xác nhận vào phiên ngày 14 tháng 8 cũng đã chạm vào kênh giảm giá về trung hạn này. Thị trường cũng đã có những cái nhịp trùng lại chứ không thể nào vượt thoát ra khỏi cái vùng kháng cự này. Đây là cái vùng kháng cự quan trọng, và trong tháng 8 này, trong những cái phiên giao dịch tháng 8 này, cái vùng kháng cự mình nhắc lại xác nhận đối với các bạn là khoảng vùng 855, cao nhất có thể điều chỉnh nhảy lên cái vùng 860 phía bên trên này. Đó là cái vùng điều chỉnh kháng cự trong ngắn hạn đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Và giai đoạn này chúng ta cần phải có được sự hỗ trợ bởi những cái tin tức tích cực, bởi những cái tin tức tích cực hơn để dòng tiền có thể đổ vào và khiến cho cái tâm lý nhà đầu tư của chúng ta bắt đầu hưng phấn hơn. Tại vì những cái phiên gần đây chúng ta thấy là cái giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán, trên cái sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn thấy là từ 3.000-4.000 tỷ mà thôi, tức là cái mức tiền nó giao dịch trong cái khoảng trung bình, nó đi ngang trong cái khoảng thời gian này, tức là nhà đầu tư vẫn đang rất là cầm chừng và phân vân các bạn, chưa có một cái động thái nào nó khá là tích cực và nó đột biến cả. Tuy nhiên thì như mình đã nhắc lại là cái xu hướng cũng như là cái quan điểm đầu tư của cá nhân của mình vẫn là mong cho xu hướng thị trường đi theo kịch bản 1 này để vượt thoát và khiến cho kéo các cái chỉ số của chúng ta đi lên trong cái thời gian tiếp theo. Trong khi mà cái giai đoạn chỉ số VN Index của chúng ta gặp khó trước cái vùng cản thì những cái nhà đầu tư nước ngoài lại đang trong cái trạng thái là gia tăng bán ròng hơn trong những cái phiên gần đây, và rõ ràng nó đang gây một áp lực nào đó giảm điểm lên đến thị trường chứng khoán của chúng ta. Và từ đầu tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 mà chúng ta cập nhật được thì với các nhà đầu tư nước ngoài họ đã bán ròng là tổng cộng là khoảng 1.500 tỷ đồng với khối lượng gần đến 56 triệu cổ phiếu. Do vậy trong đó cái giá trị bán ròng cổ phiếu là khoảng là 1.300 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy là trong khi mà chỉ số VN Index của chúng ta đang gặp khó khăn như thế này thì nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư ngoại lại gia tăng cái áp lực bán ròng như vậy. Nó cũng gây cái phần nào khó khăn cho chỉ số của chúng ta, nó giữ cái vùng tích lũy này trước khi nó bật tăng trở lại.
Và do vậy mà trong cái bối cảnh nó không có nhiều cái tin tức mà tích cực như thế này, thì để mà thị trường đi theo kịch bản một tốt hơn, mà cái vấn đề mà chúng ta cần nhìn nhận cũng như là chúng ta cần phải đi theo gần nhất, đó là trong những cái bối cảnh thị trường đang thiếu vắng nhiều yếu tố hỗ trợ như vậy, thì việc đầu tiên thị trường cần làm chính là cần thêm thời gian để tích lũy. Và chúng ta đã vẽ ra cái vùng tích lũy quanh cái vùng 840 đến cái vùng 845 tại đây các bạn. Đây sẽ là cái khoảng vùng để gọi là vùng nghỉ cho chỉ số VN Index của chúng ta, có thể tích lũy tốt quanh cái vùng này rồi rồi tìm lại cái sức mạnh tiềm năng của nó rồi mới bộc phát lên, bật tăng trở lại. Tuy nhiên mình nhắc đi nhắc lại là chúng ta đang không dự đoán thị trường, chúng ta đang phân tích theo kịch bản chúng ta ưu tiên hơn là kịch bản 1. Tuy nhiên vẫn còn kịch bản 2 nằm ở đó khi mà chỉ số, và chúng ta phải luân phiên đi theo cái dòng tiền nó thay đổi theo hướng nào để chúng ta có thể lập tức thay đổi theo những cái kịch bản chúng ta. Tại vì kịch bản 2 chúng ta vẫn còn khi mà thị trường bị đánh thủng ra khỏi cái vùng 330 đến cái vùng 335 này, thì chỉ số lại tiếp tục giảm về cái vùng hỗ trợ rất là thấp ở dưới đây ngay cái vùng 820. Đó, nên là cái kịch bản chúng ta đang hướng đến kịch bản 1, nhưng mà mình nhắc lại các bạn đừng quên kịch bản 2 vẫn còn ở đó. Và do vậy tổng kết lại, tuy là hôm nay chúng ta đã bước vào giai đoạn của tháng cô hồn, và cái tháng mà các nhà đầu tư của chúng ta, những cái nhà kinh doanh thường hay lo ngại. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã được chịu những cái đợt giảm giá rất là mạnh của chỉ số VN Index của chúng ta đến từ đại dịch Covid-19 rồi, nó ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của nhà đầu tư. Do vậy trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn mong muốn các nhà đầu tư bình tâm, và chúng ta sẽ giữ được cái nguồn tiền trong cái vùng khoảng từ 3.900 4.000 tỷ như thế này để thị trường có thể tích lũy tốt trong những cái giai đoạn không có nhiều thông tin hỗ trợ như hiện nay. Chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian để chúng ta tổng kết lại những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Nhìn vào cái biểu đồ chỉ số phái sinh, và các bạn nên lưu ý là chỉ số phái sinh hợp đồng tháng 8 năm 2020 của chúng ta sẽ hết hạn, sẽ đáo hạn vào ngày 20 tháng 8, tức là ngày mai đây nha các bạn. Các bạn chú ý là ngày 20 tháng 8 sẽ là cái ngày đáo hạn đóng cửa cái hợp đồng ngày tháng 8 năm 2020 này. Chúng ta nhận thấy là kết phiên ngày hôm nay chỉ số hợp đồng phái sinh tăng 5 điểm, đóng cửa ở cái vùng là 793 điểm. Như vậy thì so với cơ sở chỉ số VN30 đóng cửa ở cái vùng 789,4 điểm thì nó đã tăng lên khoảng 3 điểm rưỡi 4 điểm rồi. Do vậy xét về cái tâm lý nhà đầu tư, chúng ta thấy là cái giai đoạn tích cực nó đang dần hình thành. Để các bạn thấy là từ cái phiên sáng này nó đã có một cái lực mua, tức là xuất hiện một cái lực long ngay tại cái vùng 786 này, long dần lên và nó vẫn giữ tốt được trong cái khu vực đi ngang ở cái phiên chiều này, cũng không có nhiều cái biến động lắm cho lớn lớn cho lắm. Do vậy mà về cái tâm lý nhận định của nhà đầu tư, chúng ta thấy là vẫn còn đang khá là tích cực và cũng đang hướng cho thị trường tăng điểm tiếp theo về trong ngắn hạn. Đó là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực từ những cái chỉ số phái sinh đã mang lại cho chúng ta. Tổng kết trong phiên ngày hôm nay, các cái cổ phiếu 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 của chúng ta thấy khá là tích cực khi mà có đến 21 mã cổ phiếu là tăng giá các bạn. Chỉ có 4 mã cổ phiếu giảm giá ở đây, 3 mã cổ phiếu giảm giá ở đây thôi. Còn lại là 4 5 năm sáu cái mã cổ phiếu hiện tại là chúng ta thấy là nó đang đứng giá. Đà tăng của các cổ phiếu chúng ta thấy là ảnh hưởng lớn đến thị trường trong cái phiên tăng điểm ngày hôm nay đến là ngân hàng Vietcombank. Vietcombank là một trong những cổ phiếu khá là tích cực và chúng ta thấy là nó tăng điểm khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Nó góp phần vào chỉ số VN Index của chúng ta tăng điểm lên đến 0,7 điểm. Tiếp theo đó là GVR, rồi Vinhome, rồi BLX. Rõ ràng là các cổ phiếu màu xanh nằm phía bên trên này chúng ta thấy là nó rất là tươi đẹp các bạn. Nó đã giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta trong phiên ngày hôm nay duy trì được sự tích cực cho đến khi mà kết phiên. Tuy nhiên nhìn ngược lại những cái cổ phiếu có cái đà giảm ngày hôm nay chính là Vinamilk, HDBank, thì chúng ta thấy là chính những cổ phiếu này nó kìm hãm cái đà tăng của thị trường và nó có một vài cái mức suy giảm ảnh hưởng tác động đến thị trường của chúng ta. Rồi phía bên này chúng ta thấy là BOW này, PLX này, KDH hôm nay tăng cũng rất là mạnh các bạn. Chúng ta thấy BOW, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hôm nay tăng đến 3,2%. Và hôm nay tổng kết lại chúng ta thấy ngành nông lâm ngư tiếp tục tăng điểm mạnh
nhất đối với thị trường ngày hôm nay, với khoảng là tăng 5,6%, tiếp theo là ngành xây dựng 2,2%, và kế tiếp đó là những cái ngành khác như là chứng khoán, bán buôn, rồi sản xuất nhựa và hóa chất là các cái nhóm cổ phiếu mà nó tiếp tục tăng điểm mạnh trong thị trường ngày hôm nay. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ dành một ít thời gian nữa để chúng ta xem lại các cái thông tin về tình hình trên thế giới như thế nào. Do vậy mà mình nhắc lại đối với cái tình hình trong nước của chúng ta, các bạn để ý là thị trường của chúng ta những cái phiên gần đây là có tăng điểm mà mức tăng nó cũng không quá cao, tuy nhiên mà về cơ bản chúng ta nhận định như vậy là cũng khá là tốt rồi. Chúng ta cũng không chưa có vấn đề những cũng như là những cái tín hiệu gì nó xác nhận cho những cái xu hướng tăng trưởng mạnh tiếp theo của thị trường cả. Chúng ta cũng phải dành một cái phần nào để chúng ta dè dặt và chúng ta cẩn thận lại. Tại vì nếu như chúng ta nhìn rộng hơn về cái khía cạnh mà vĩ mô trong cái nền kinh tế của chúng ta, thì rõ ràng trong nước Việt Nam của chúng ta đang phải đối mặt với những cái tình hình cũng như là những cái thách thức mới khi mà dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát và nó đang lan rộng ra một số các cái thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, rồi Hải Dương, mới đây là Hải Dương. Và do vậy với cái việc mà tái bùng phát tình hình dịch bệnh Covid-19 này là những cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư và những cái biến động khó lường từ thị trường thế giới, cũng như là những cái yếu tố về tâm lý, về những cái tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19 như thế này. Ví dụ như chúng ta thấy bình thường ổn định thì không sao, nhưng tự nhiên xảy ra một cái tin tức nào nó khá là nhạy cảm đi, thì tâm lý nhà đầu tư lại thay đổi, và như vậy là nó sẽ tác động và ảnh hưởng đến chỉ số của chúng ta rất là nhiều. Do vậy, đặc biệt là vẫn cẩn thận như những cái khuyến nghị trước của mình, chúng ta phải biết cân đối cái danh sách khoản đầu tư, danh sách đầu tư của chúng ta sao cho nó hợp lý, rồi giảm tỷ lệ ký quỹ cũng như là giảm thiểu những cái rủi ro mà những cái tin tức xấu nó có thể mang lại đến cho chúng ta. Tiếp theo sau đây chúng ta hãy dành một ít thời gian lại để chúng ta có thể phân tích mà các cái cổ phiếu mà hôm nay trong các cái thành viên trong room Zalo của chúng ta đã trao đổi rất là nhiều. Đầu tiên đó là một trong những cổ phiếu đến từ thế giới số với mã cổ phiếu là DGWK tại đây các bạn. Phiên hôm nay thì chúng ta thấy cổ phiếu này đang tăng trần và cổ phiếu đang có mức giá tại khu vực điểm là 45.600. Tại sao cái cổ phiếu này được quan tâm? Tại vì một cái tin tức, chúng ta về vấn đề tin tức đã được công bố ra là từ khoảng tháng 6 các bạn, thì một trong những cái tin tức đó là công ty thế giới số với mã cổ phiếu DGWK này là công bố một cái hợp đồng về hợp tác chiến lược với Apple. Cái hợp đồng này được ký kết bởi cả hai công ty vào khoảng tháng 5 năm 2020, và theo đó thì DGWK sẽ trở thành nhà phân phối của sản phẩm Apple tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm như chúng ta biết đó là iPhone, rồi MacBook, iPad, rồi Apple Watch, rồi Apple TV, cũng như là các phụ kiện khác. Với các hợp đồng này thì Apple đã có 4 nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, đó là FRT, rồi Trung tâm Phân phối Viettel, rồi PSD và DGWK, tức là cái thành phần thứ tư. Và do vậy, với cái thông tin tích cực và hỗ trợ với cái tình hình báo cáo tài chính cũng tương đối tốt của DGWK, mà hiện tại giá cổ phiếu DGWK trong khoảng thời gian này nó cũng thấy tăng điểm rất là tích cực đến 50-60%. Và trong cái thời điểm gần nhất, phiên ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy là có việc báo điểm mua từ cái vùng mà cái vùng giá 43.6 của cổ phiếu DGWK. Chúng ta thấy cái đường màu cam gạch đứt tại đây các bạn, màu cam tại đây chữ R1 các bạn, tại cái vùng 43.6-43.7 này, khi mà cổ phiếu có những cái xác nhận vượt thoát ra khỏi vùng này, tức là theo cái mô hình giá tại đây chúng ta có thể thấy đây là cái mô hình giá là Bullish Rectangle, và nó vượt thoát ra khỏi cái vùng 43-44 này sẽ là một trong những cái điểm mua thích hợp của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta phân tích và kết hợp lại những cái phương pháp phân tích kỹ thuật tại đây, thì cái đường SMA 50 ngày nó đã vượt lên trên cái đường SMA 100 ngày, nó tạo thành một cái điểm giao cắt vàng, chúng ta gọi là Golden Cross, vào đầu tháng 6 năm 2020 rồi. Điều này cho thấy cái xu hướng trung hạn và dài hạn của cổ phiếu đã được chuyển từ giảm giá sang tăng giá, và đến thời điểm này nó tương đối tích cực cho cái xu hướng giảm tăng giá về trung hạn và lẫn dài hạn của cổ phiếu DGWK, kết hợp với những cái tin tức rất là tích cực đến từ công ty, và do vậy chúng ta đang có khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu này.
Đây là cổ phiếu DGVK. Tiếp theo, một trong những cổ phiếu lúc nãy chúng ta nhận định đó là cổ phiếu như các bạn nhận định đó là như là BHR đúng không các bạn? Đúng rồi, mà cổ phiếu BHR của Cao Su Phước Hòa cũng được các bạn là nhận định khá là tích cực. Tiếp theo, đối với cổ phiếu BHR này, về cái vùng mà chúng ta báo vùng mua, các bạn thấy là nó rất là tích cực tại cái vùng 54, nó đến cái vùng 55 giá này, đó là cái chữ R1 ngay cái đường màu cam đây, các bạn có thể thấy trên màn hình tại đây các bạn đó. Khi mà giá cổ phiếu vượt ra cái vùng này sẽ là cái điều kiện tốt để các bạn có thể mở vùng mua ngay tại đây. Đây các bạn có thể mở một cái vùng mua, đây gọi là cái vùng breakout ngay khi mà chúng ta phân tích. Về cái phương hướng mà chúng ta phân tích về cái mặt, chúng ta có thể đánh giá về những câu chuyện đầu tư đối với BHR, Cao Su Phước Hòa. Nó đang có rất là nhiều tiềm năng đang được xem xét về phương hướng trung và dài hạn. Trong đó công ty đang xin đầu tư là khoảng 4 dự án khu công nghiệp với tổng quy mô 3.000 đến 3.600 hecta trên diện tích trồng cao su mà công ty đang được quản lý. Và nếu như mà về lâu dài, về trung hạn và về dài hạn các cái dự án này được thông qua thì BHR, Cao Su Phước Hòa sẽ trở thành một trong những cái doanh nghiệp khu công nghiệp có vị thế và sẽ là có cái quỹ đất sạch lớn ở khu vực phía Nam. Đây là một trong những cái điểm nhấn lớn đầu tư quan trọng của BHR nhìn về trung và dài hạn. Tiếp theo mà chúng ta có thể nhìn theo một cái điểm mua theo phương pháp phân tích kỹ thuật thì tại đây nó đang tạo một cái mô hình triple bottom. Và với cái mô hình triple bottom, sau một cái xu hướng tăng mạnh của cổ phiếu BHR như thế này đã kết hợp lại tạo ra một cái mô hình tăng giá khá là tương đối là ổn định. Mình nhắc lại, mình không có bất kỳ các khuyến nghị mua bán trên những video mà mình đang phân tích, mà mình chỉ đang phân tích rõ ra các cái mô hình nó đang xảy ra tại đây để các bạn dễ dàng quan tâm và quan sát được mà thôi. Đó là đầu tiên là cái xu hướng về cái mô hình triple bottom mà nó đã tạo ra chúng ta. Tiếp theo, chúng ta có thể kết hợp được các chỉ báo kỹ thuật MACD tại đây các bạn. Nó đã đảo chiều, báo cái tín hiệu mua trở lại. Các chỉ báo đường RSA cũng như cái dòng tiền hiện tại đang tiến gần và xác nhận một cái xu hướng tăng giá về ngắn hạn lẫn trung hạn đối với cổ phiếu của BHR, Cao Su Phước Hòa. Do vậy thì những kết hợp những cái tin tức cũng như là những cái điểm phân tích kỹ thuật này khá là có cái xác suất, chúng ta chỉ gọi là nó có cái xác suất chiến thắng lớn hơn khi mà chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu này mà thôi. Còn cái việc chắc chắn nó có xảy ra hay không cũng như là định giá, mình chưa có cái định giá, nhưng mình chưa có cái định giá về cổ phiếu BHR này. Nếu như có định giá, mình sẽ gửi lại cho các bạn để xem thử định giá mức cổ phiếu này nó nằm ở vùng nào để chúng ta có thể an toàn và an tâm hơn khi mà chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán ở những cái giai đoạn khá là nhạy cảm này. Rồi, video đến nay cũng tương đối dài rồi. Chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã quan tâm và theo dõi những video này của mình.